Này mình bó mình chuẩn gì mình giao giao hàng cái gì khách đã mua rồi ha. Này khách đã mua rồi nha các bạn. Đây là bó để đi giao đây. Khách càng ngày càng đông á nha các bạn. Một cặp gì là nhiêu vậy? Cặp 50 nha các bạn. Đó, đây rồi. Cặp 50 bó sẵn cho mình đi luôn. Du khách nói chung là hiện giờ thì cũng giờ tấp nập nha các bạn. Đã có tình trạng kẹt xe ngoài đó. Một cánh đồng hoa luôn. Quá nhiều. Thì những cái chỗ mà trồng hoa gần nhà mình á thì chỉ có khoảng mình thấy khoảng trồng có 1.000+ giỏ thôi. Còn hôm nay ở làng hoa Sa Đéc thì thôi quá rồi, ngộp luôn rồi. Nhiều chủng loại. Du khách các bạn thấy không, nườm nượp luôn á. Liên tục đến tham quan vườn hoa nha các bạn. Đó, bên kia lộ là xe chạy để du khách vào đó. Còn bên đây là trồng một cánh hoa bạc ngàn luôn nè các bạn. Bạc ngàn luôn. Khách tham quan đó nha các bạn. Cái quả như trái tim á. Cái quả này. Mình thấy trồng cũng tưới bằng tự động đó các bạn. Thấy ống nước tưới bằng tự động đó. Khách liên tục đến tham quan vườn hoa. Con đẹp nhất nè.